Việt Đức Home, tổ ấm gia đình Việt. Việt Đức Home, một thương hiệu gắn liền với những dự án nội thất và cửa thông phòng chất lượng cao. Việt Đức Home, một đối tác luôn trân trọng giá trị niềm tin của khách hàng. Việt Đức Home, một môi trường làm việc chuyên nghiệp, luôn luôn trân trọng đề cao nhân tố con người. Đó là tất cả những giá trị mà Việt Đức Home luôn cố gắng giữ gìn từ năm 2016 đến nay. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Việt Đức Home với thương hiệu là Việt Đức Home là một trong những công ty chuyên thiết kế, sản xuất, thi công nội thất và cửa thông phòng. Việt Đức Home được thành lập vào năm 2016 và đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nội thất và cửa. Từ khi thành lập, quy mô và tính chuyên nghiệp cũng như uy tín đối với khách hàng đã ngày càng khẳng định sự lớn mạnh không ngừng của công ty. Với sự mạnh của mình, Việt Đức Home luôn tạo ra những sản phẩm kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ cao. Việt Đức Home hiện có 2 chi nhánh showroom ở 69 Liên Phường, Phước Long B, thành phố Thủ Đức và 330 Trường Chinh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có đại lý ở các quận huyện trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Nhà xưởng với quy mô 1.000 m2 với đầy đủ máy móc tọa lạc tại thành phố Dĩ An, Bình Dương, với 60 nhân viên từ văn phòng đến công nhân sản xuất tại xưởng và thi công tại công trình. Những sản phẩm và dịch vụ chính của Việt Đức Home: thiết kế và sản xuất nội thất nhà phố, biệt thự, khách sạn, văn phòng. Sản xuất cửa gỗ công nghiệp, cửa nhựa vân gỗ, cửa chống cháy. Các dự án tiêu biểu Việt Đức Home đã thực hiện: biệt thự quận 9, thiết kế và thi công trọn gói nội thất. Khách sạn quận 10, thiết kế và thi công trọn gói nội thất. Trung tâm Anh ngữ Hoàng gia, thiết kế và thi công trọn gói nội thất. Khách sạn Libra, cung cấp 798 bộ cửa gỗ công nghiệp, cửa gỗ chống cháy và cửa thép thoát hiểm. Trường Quốc tế Việt Úc, cung cấp 543 bộ cửa nhựa ABS Hàn Quốc và cửa thép chống cháy. Resort Zena Long Hải, cung cấp 350 bộ cửa nhựa giả gỗ composite. Phương Nam River Park, cung cấp cửa phòng, cửa VKC cho căn hộ và nhà phố. Nhà ở xã hội Tân Đại Minh, cung cấp 488 bộ cửa gỗ công nghiệp, cửa thép chống cháy. Trung tâm hành chính quận 9, cung cấp 378 bộ cửa gỗ công nghiệp, cửa thép chống cháy. Khu đô thị Ecolex Mỹ Phước, cung cấp 483 bộ cửa gỗ công nghiệp. Để có thành công của Việt Đức Home hôm nay nhờ vào tập thể tận tâm, hết lòng trong công việc, tập thể trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, một tập thể luôn tin tưởng và quý trọng nhau, một tập thể luôn phấn đấu vì mục tiêu chung. Những giá trị nhân văn cốt lõi đó chính là sức mạnh để đưa Việt Đức Home ngày một cao hơn, xa hơn và tạo nên những giá trị tốt nhất cho cộng đồng và xã hội.